cẩn nha. Đẹp chưa? Quay cả đoàn. Quay cả đoàn. Trong kia nó có cái vườn sau mãi. Đúng rồi, cô Trấn quay đi. Đang quay. Chuyên gia, đừng có nhảy. Vào cái. Khó chịu. Không giới thiệu đây là khu vực nào, đây là khu nghỉ dưỡng resort gì nhỉ? Tre nguồn resort Tịnh Thủy Phú Thọ. Đi nhanh nhá. Thuộc tỉnh Phú Thọ. Hết rồi à, đọc cái này là hết rồi. Đã vào rồi. Đã vào đấy rồi. Anh muốn tiền đấy. Cái này hóa chẹt cái này. Đâu nó phải ra cái khu nào nó rộng nên đâu có cái này à? Đằng kia. Chỗ cái này đi. Thế rồi, đây bé mà. Cái đầu bé này đâu. Thế này mới ở được 3 ngày, thế thì ở tại đi ăn xong là tắm xong hơi, thế là cứ như là mình đi tắm biển thế. Tắm xong nghỉ ngơi sợ ăn. Vâng. Nhưng mà chỉ ở 1 ngày thôi. Đi này 3 ngày thôi chẳng. Nó rẻ. Ôi, thế này là đẹp rồi. Xin chào. Gần quá mà thôi. Đi mình đi đường này cơ. Thôi cứ đi. Đi ra cổng đẹp hơn rồi đấy. Chụp ở ngoài cổng đẹp. Xem là trên đường về có chỗ nào có về sớm. Đúng rồi, 4 giờ mình về nhưng mà không có tạm. Thì chúng mình đi nhanh để cho người ta chụp ảnh đi. Anh đặt đây bắt không kìa. Rồi, nhìn thấy nào, yên tâm. Rồi, hết rồi anh. Mày mày thế đi mát mát nhỉ? Mát này mới sướng. Chỉ tắm mà đứng được trơn. Không tắm nước nóng. Tắm nước nóng mà. Cái bể đấy mà tỉnh người vào. Cái hôm cháu đi đây lại còn rét mướt, rửa xuống tắm thì sướng hơn. Tre nguồn gì sọt. Ông cháu là con Phú Thọ thì cung cầm cầm cung cầm à đây này vọng là áo đây đây này đi ra đây lấy cái gì đây.